Dự án kè chống sạt lở sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng khu đô thị từ cầu Đà Răng mới đến cầu Đà Răng cũ, rộng hơn 66 ha. Ba trạm điện có công suất 40 kV-ampe và 100 tụ điện cũng bị cắt hết lỗi đồng dây điện bên trong. Theo đơn vị thi công, thiệt hại tại dự án này do hệ thống điện bị lấy cắp là gần 10 tỷ đồng. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự ở 5 dự án hạ tầng đô thị khác tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Mất vật tư này là trong quá trình chờ nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao công trình cho đơn vị sử dụng. Thì trong quá thời gian đấy thì các đối tượng lợi dụng cái cơ hội mà thiết bị điện không có nguồn điện duy trì, cho nên là các đối tượng lấy trộm. Từ cuối năm 2023 đến đầu năm nay, nhiều khu tái định cư mới cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc Nam tại tỉnh Quảng Ngãi đã bị kẻ trộm cắt cáp dây điện gây ảnh hưởng sinh hoạt đến người dân. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái, kẻ gian cũng đã cắt cáp điện ngầm của hệ thống chiếu sáng trên cao tốc này, gây thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng. Đối tượng Bùi Triệu Vĩ, 23 tuổi, ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh làm nghề thợ điện. Ban ngày thì sửa điện, ban đêm mang đồ nghề tìm đến các khu tái định cư cho các hộ dân di dời do ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc Nam để cắt trộm dây cáp. Bùi Triệu Vĩ nhắm đến các vị trí trụ điện có tủ thiết bị và trạm biến áp để cắt cáp điện bằng đồng. Tổng cộng Bùi Triệu Vĩ đã thực hiện 20 vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Và 5 đối tượng này đến từ 3 tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau và tỉnh Phú Yên cũng đã cấu kết gây ra nhiều vụ trộm cắp vật tư thiết bị điện tại các công trình trên địa bàn thành phố Tuy Hòa cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước. Cái công trình mà chưa đi vào bàn giao, các cái thiết bị này thì còn mới, nhưng mà các đối tượng qua điều tra thì các đối tượng sau khi trộm cắp xong là bán lấy tiền theo cái giá phế liệu, do vậy nó ảnh hưởng thiệt hại rất lớn. Điều đó là gây ảnh hưởng rất lớn cho cái nhà đầu tư cũng như là cái thiệt hại về kinh tế. Theo điều 231 của Bộ luật Hình sự quy định, người phá hủy các công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác và an ninh quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội thì bị phạt từ 3 năm đến 12 năm tù giam nếu thực hiện hành vi có tổ chức gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và tái phạm nguy hiểm, thì bị phạt tù từ 10 đến 20 năm tù và tù chung thân.